là hội viên phụ nữ nồng cốt tại chi hội 6C, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà. Cô Nguyễn Thị Hải Vân luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Đặc biệt là trong hoạt động giáo dục con cháu, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hiện nay các con cô đã thành đạt, có gia đình và có công việc ổn định, các cháu nội ngoại đều chăm ngoan. Thông qua hoạt động, đông đã hội viên phụ nữ cao tuổi. Với sự mẫu mực uy tín về phẩm chất đạo đức, lối sống, cùng vốn tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng sống phong phú hội viên phụ nữ cao tuổi đã phát huy được vai trò trong việc giáo dục con cháu là tấm gương sáng cho con cháu học tập noi theo. Nhưng mà trách nhiệm của mình là mình phải gương mẫu làm trước, cái gì cũng làm trước kể cả cái đóng góp cũng như là kêu gọi đóng góp cũng như là cái hoạt động văn hóa, văn nghệ rồi phong trào xây dựng ở khu dân cư là hầu như là cô thường xuyên đi đầu. Thế còn là đối với gia đình thì là một người vợ, một người mẹ mẫu mực. Ngoài ra, cô Nguyễn Thị Hải Vân còn tham gia nhiều cuộc thi do các cấp phát động, như tìm hiểu về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thi tìm hiểu 50 năm thực hiện di chúc của bác, thi về chủ đề xây dựng đảng. Trong các cuộc thi, cô đều đạt giải. Đặc biệt, cuộc thi tìm hiểu 50 năm thực hiện di chúc của bác đã đạt giải nhất và được báo cáo điển hình, được đánh giá đảng viên xuất sắc nhiều năm liền, đạt danh hiệu gia đình tiêu biểu năm 2022, cùng nhiều giấy khen do các cấp trao tặng. Sự gương mẫu của cô và gia đình đã lan tỏa sự tích cực, tạo sự gắn kết trong cộng đồng dân cư. Khi hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động lớn, các cuộc thi lớn của địa phương thì chị luôn nghiên cứu sâu và tham mưu, đề xuất để đổi mới nội dung, phương thức tiến hành, chú trọng vào những vấn đề cốt lõi, những vấn đề trọng tâm trọng điểm. Bản thân chị và gia đình thì luôn gương mẫu đi đầu, tích cực giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.